Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bo Hạ. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông bà, anh chị em, cô bác trong phố, ngoài làng. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bo Hạ, hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2023, tức ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, nhân dân và cán bộ phố Dinh Tiến tổ chức lễ hội Nghề An phố Dinh Tiến năm 2023. Đền thờ Đức Chúa Bà phố Dinh Tiến nằm bên dòng sông Thương, quanh năm nước chảy hiền hòa, dưới bóng cây giã hương được nhà nước ghi nhận có tới vài trăm tuổi. Lễ hội Nghề An đền thờ Đức Chúa Bà là một di sản văn hóa trong quần thể cụm di tích đình đền chùa Bo Hạ. Hàng năm cứ đến 15 tháng 2 âm lịch là nhân dân nơi đây lại tổ chức khai hội, dâng lễ, dâng hương, rước kiệu rừng, rước kiệu rồng đi dự khai hội đình chùa Bo Hạ. Để giữ được truyền thống nét đẹp văn hóa từ ngàn đời xưa để lại, lễ hội đã trở thành thông lệ hàng năm được diễn ra để cho nhân dân đi lễ cầu may, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an, con người mạnh khỏe, tuấn kiệt hiền lương, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhà nhà đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ hội cũng là để dịp nhân dân nâng cao đời sống văn hóa, nâng cao tinh thần, tìm về cội nguồn đời sống tâm linh, tín ngưỡng, hiểu thêm nét đẹp truyền thống văn hóa của ông cha ta từ ngàn đời xưa để lại. Từ đó tạo ra động lực, sức mạnh, niềm tin để cùng chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, về dự lễ hội khai mạc hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân có đồng chí Nguyễn Đoàn Khởi, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Thị Sen, cán bộ Lao động Thương binh Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Nông Thị Thu Hiền, cán bộ khuyến nông, đề nghị cho phòng lễ nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ khai hội hôm nay còn có các đại biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể của thị trấn, đại biểu ba nhà trường, trạm y tế, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố trong thị trấn, các thành viên, danh thủ, cờ tướng, các câu lạc bộ văn thể của các phố, tổ trọng tài trọi gà, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tổ dân phố, các con em của làng nay là ban sinh sống nơi xa cũng về dự, xin nhiệt liệt đón mời. Về dự hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng có toàn thể nhân dân và cán bộ tổ dân phố cũng về dự đông đủ. Một lần nữa tôi đề nghị trong phòng lễ nhiệt liệt hoan hô. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua nội dung chương trình lễ hội. Đầu tiên là văn nghệ chào mừng, sau là chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc lễ hội. Sau đó là ý kiến phát biểu của đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn. Tiếp theo là phần lễ, có lễ khai mạc hội, lễ dâng hương, dâng lễ. Ngày mai mùng 6 tháng 3 năm 2023, tức ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão, nhân dân tổ dân phố rước kiệu rồng đi dự khai hội đình chùa Bo Hạ. Về phần hội có giao lưu văn nghệ, cờ tướng và trọi gà. Đến 11 giờ ngày hôm nay, ban tổ chức xin kính mời
toàn thể quý vị đại biểu, khách quý thập phương và toàn thể nhân dân tổ dân phố dự bữa cơm thân mật ngày hội làng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phan Phúc Điển, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban tổ chức lễ hội lên khai mạc lễ hội. Xin kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Khải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Hà. Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Hà. Kính thưa các ông bà đại biểu đại diện lãnh đạo cho ba nhà trường, trạm y tế, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ dân phố. Các ông bà là lãnh đạo của các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn, các câu lạc bộ văn thể của các tổ dân phố. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách, thưa toàn thể nhân dân, khu di tích nhà hang Dinh Tiến thờ Đức Chúa Bà nằm trong cụm di tích lịch sử của đình chùa Bố Hạ, có từ thế kỷ 18, là một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ với những cây cổ thụ có hàng trăm năm tuổi, đặc biệt là cây đa hương ngàn năm tuổi đã được công nhận là cây di sản Việt Nam. Bốn mùa xanh tươi tỏa bóng xuống dòng sông trong mát, uốn khúc luồn quanh đã gắn bó với người dân Dinh Tiến bao đời nay. Nơi đây còn bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Mảnh đất linh thiêng này đã hội tụ nhiều màu sắc văn hóa, là nơi giao thoa và kết tinh văn hóa tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong tổ dân phố và các vùng lân cận, tạo thành một sắc thái văn hóa thống nhất. Trong nhiều năm qua, khu di tích đã được từng bước trùng tu nâng cấp và tôn tạo với sự giúp đỡ của cấp ủy đảng chính quyền, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và nhân dân trong tổ dân phố. Khu di tích nhà hang ngày càng được khang trang tố hảo. Cứ mỗi độ xuân về, cán bộ nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến lại tương bừng phấn khởi, long trọng mở lễ hội xuân, lễ hội truyền thống cầu may, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc, con người tuấn kiệt hiền lương. Là lễ hội gắn kết cộng đồng, một khối thống nhất với tinh thần đoàn kết của nhân dân, góp phần xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa của địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu, quý khách, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay trong không khí ấm áp của mùa xuân, trăm hoa đua nở khoe sắc tỏa hương, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mộc Hà, cán bộ và nhân dân Dinh Tiến tổ chức long trọng tổ chức lễ hội truyền thống để thể hiện nét đẹp truyền thống quê hương, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, góp phần vào giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta, và cũng là dịp con em đi làm ăn công tác xa quê trở về quê hương cội nguồn, thăm quê và vui chơi bên cạnh người thân, cũng là thể hiện sức mạnh đoàn kết của các dân tộc nhân dân trong tổ dân phố vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, làm lành mạnh phong phú đời sống văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục và chuyển giao cho các thế hệ giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc. Với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội Nghệ An Dinh Tiến Xuân Quý Mão 2023. Xin kính chúc quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân về dự lễ hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và tiếp theo, thay mặt tổ chức, tôi xin kính mời cụ Ngô Anh Đào lên nổi một trống khai hội. Xin kính mời cụ.
Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đoàn Khải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn lên có ý kiến phát biểu. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các cụ bô lão, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm 2023, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Bố Hạ, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến tổ chức lễ hội mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể thị trấn Bố Hạ xin được kính chúc các cụ bô lão, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, quý khách thập phương tới dự lễ buổi lễ ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho lễ hội của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Thưa toàn thể bà con nhân dân, đền thờ Đức Chúa Bà Nghè An, tổ dân phố Dinh Tiến nằm trong cụm khu du tích lịch sử đình chùa Bố Hà, bên dòng sông Thương uốn lượn. Đền Nghè An núp dưới bóng cây giá hương và có vùng cây nguyên sinh có tới vài trăm năm. Nơi đây thờ Đức Chúa Bà và là nơi sinh hoạt tâm linh, hội tụ các con cháu lạc hồng. Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến tổ chức lễ hội đầu xuân, cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà thì hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, lễ hội là một nét sinh hoạt văn hóa, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của cán bộ và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến nói riêng. Đây là dịp để mọi người được vui chơi, giải trí, phần nào bớt đi những lo âu mệt nhọc trong những ngày lao động sản xuất. Cũng là ngày để các cụ ông, cụ bà, con cháu cùng quý khách thập phương về đoàn tụ, họp mặt để từ đó khối đại đoàn kết ngày càng được nâng lên, tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau. Thưa toàn thể bà con nhân dân, lễ hội cũng là dịp để mọi người, mọi nhà sửa lễ, thắp hương, tế thần, cầu Phật, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, năm 2022 qua đi với bao trăn trở lo toan, bao khó khăn thách thức, khép lại một năm đầy vất vả, nhưng cũng là một năm mà chi ủy chi bộ tổ dân phố Dinh Tiến đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là sau khi sắp nhập thị trấn, chúng ta được đầu tư các công trình như nâng cấp cải tạo đường 292 từ cầu Bố Hạ đi thị trấn Cồn Sương, chỉnh trang lát vỉa hè và trồng cây xanh đô thị được trên 5 km, cải tạo xây dựng khuôn viên đình chùa và ao cá Bác Hồ, vân vân. Đó là những trong đó tổ dân phố Dinh Tiến đã đầu tư xây dựng khuôn viên sân bóng của tổ dân phố lên đến gần 200 triệu đồng. Với niềm tin tưởng và hy vọng, với quyết tâm nỗ lực phấn đấu của chi ủy chi bộ và cán bộ và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến, với khí thế thi đua lao động sáng tạo, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng. Dưới sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, những thành tựu quan trọng của 2 năm đầu nhiệm kỳ nói chung và năm 2022 nói riêng đã tạo nên bước chuyển biến lớn, tạo khí thế mới
động lực mới và cơ hội mới để củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước là cơ sở rất quan trọng, là động lực tinh thần để hoàn thành thắng lợi các cái nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Bố Hạ khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Bước sang năm 2023, tình hình thế giới khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Thị trấn của chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Năm 2023 là năm bứt phá có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Bố Hạ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Đặc biệt là thị trấn Bố Hạ được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phối hợp thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng khu đô thị mới giai đoạn 2 để thực hiện các cái dự án đô thị và các cái công trình mở rộng trường trung học cơ sở và khu đô thị số 2 sau trường trung học phổ thông, trạm y tế và đồn công an trong năm 2023 này. Đòi hỏi Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Bố Hạ, các chi ủy chi bộ, các tổ dân phố cần phải nhận định đúng tình hình, đề ra được các cái nhiệm vụ, giải pháp là công việc rất quan trọng, song quan trọng quyết định hơn còn phải là kiên quyết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái nhiệm vụ đã đề ra. Đây là các cái nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với địa phương và nhân dân thị trấn nói chung và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiếng nói riêng. Trước vận hội mới, chúng ta còn không ít những khó khăn thách thức. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng mỗi chi ủy, chi bộ sẽ có hướng đi, biện pháp thích hợp để tạo được cải tạo, xoay chuyển tình thế theo cái hướng tích cực đi lên, đưa nhân dân thị trấn Bố Hạ nói chung và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, một mùa xuân mới đang về, cùng với sự chuyển biến của đất trời là những thời cơ và vận hội mới đang chờ đón chúng ta. Bằng sự đồng tâm, hiệp lực của cán bộ và nhân dân tổ dân phố Dinh Tiến, nhất định chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo sức mạnh và niềm tin đưa tổ dân phố Dinh Tiến bước vào thời kỳ mới với tốc độ cao hơn, nhanh hơn và vững chắc hơn. Với tinh thần đó, thay mặt các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể nhân dân thị trấn Bố Hạ xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân, quý khách thập phương về dự lễ hội tổ dân phố Dinh Tiến ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho lễ hội Nghè An tổ dân phố Dinh Tiến ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.